Ok chào anh em, hôm nay đã gửi cho anh em lệnh ít lửa cong nha anh em. Thì có tổng cộng sẽ là 21 mã lửa cong, trong đó có những mã từ số 10 trở lên nè mọi người. Đó là ta phần sẽ là những lửa săn hang. Form của lửa sẽ là form chinu. Phần lửa số 1, số 2 là lửa chiên về cho anh em câu cá bò. Đó. Từ số 3 đến số 6 sẽ chiên về cho anh em dạng câu gô đồng, câu cá giết, câu cá mương. Đó, rồi để mình lên cụ thể từng xây lửa cho anh em xem. Shop bán hàng cho mọi người, cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi không clip shop lên á thì anh em gửi cho shop nhé. Rồi cảm ơn mọi người. Rồi ok, đi gửi cho người mã lửa số 1, lửa số 2. Lửa số 1 và lửa số 2 sẽ là lửa dạng câu cá bò nhé. Đây trước mình về loại này cũng nhiều mà bán cũng nhanh hết. Đây cái đầu lửa nó sẽ cong ra thế này. Đây đó, thấy không, câu cá bò không thôi, cá phi, cá chép nè, cá chê. Đây form lửa này rất là độc lạ nha. Đó. Thì mình về được chắc hai xe thôi, xe số 4 và xe số 5. Đó. Thì một bịch này mình bán với giá sẽ là 30k, một túi này nó sẽ có là 15 lửa nha anh em. Đó. Rồi để mình để trong ngũ tập đo của cận cảnh cho mọi người xem cho nên anh em dễ mua nhé. Đây anh em, form lửa nó thế này. Đó. Lửa này lửa có ngạnh nhé. Đó. Và cái lửa này thì nó sẽ bề ngang nó sẽ là 2466 mm. Đó. Bề cao nó sẽ là 10 mm. Đó. Về ô tập của mình, ô tập của mình là chỉ có 8 mm thôi. Đó. Đó. Lửa này là chuyên về anh em câu cá bò, câu mấy con cá mà cái hàm trên của nó cứng anh em. Đó. Cái ngạnh ở trên nó quát vô thế này để nó quấu vô. Đây. Thì lửa này thì mình về cũng ít thôi chứ không được nhiều nhé, anh em có chốt thì tranh thủ chốt nha mọi người. Rồi để mình qua mã khác. Rồi, tiếp theo sẽ là mã số 3, số 4, số 5 và số 6. Lửa này chắc chuyên về cho anh em là có cái gô đồng, cà phi, cá giết, cá mương, cá suối nè. Đó. Hoặc anh em có thể câu cái dìa. Đó, đây cá đồng, cá dìa, cá bóng đục. Đây phân lửa nó thế này. Đó. Lửa Gamakatsu xe số 7, lửa Gamakatsu xe số 8, Gamakatsu xe số 9 và Gamakatsu xe số 10. Thì số 7 này sẽ có 14 lửa, tất cả còn lại nó đều có 13 lửa nha anh em. Đó. Và cái này mình bán với giá sẽ là 30k một túi nha mọi người, 30k một túi. Đây, bơm lửa đây. Đó. Đây. Cái này câu gô đồng rất là đã luôn mọi người, rất là phê luôn á, gô đồng cá chay. Lửa này thì siêu bén này. Rồi để mình đo ô tập cho mình xem. Đó. Có xe số 7 8 9 10. Đó. Rồi đây anh em, phần lửa nó đây. Đây, đây thấy rõ không? Đó. Lửa này là đều lửa, là lửa có ngạnh hết nhá. Đây lửa nó đây. Từ xe số 7 8 9 10 đó, tương đương với mã số 3 4 5 6 hôm lửa nó thế này. Đó. Chuẩn về cho câu cái gô đồng nhé, cái gô đồng, cả phi, cả giết, cả dìa, cá suối, cá mương. Đó. Thì lửa này thì tùy theo chỗ địa điểm anh em câu nha. Thì anh em muốn đo xe lửa rất là dễ, tại vì anh em cứ lấy cái xe lửa anh em đang câu ở nhà, anh em để vô tập như thế này. Đó, là anh em biết cái xe lửa anh em câu thế nào rồi. Nhưng mà cái ô tập của mình là 8 mm nha, nó chỉ có 4 ô nhỏ thôi. Đó, anh em cứ để cái này thêm giúp mình. Rồi, một túi này mình bán với giá sẽ là 30k nha anh em, 30k một túi, mã số 3456. Rồi, để mình gọi mã nhé. Tiếp theo sẽ là mã số 7. Số 8 và số 9. 7 8 9 tương đương với mã số 7 là xe số 12, mã số 8 sẽ là xe số 14, mã số 9 sẽ là xe số 16. Đa phần những loại này chuyên về săn hàng. Câu cá phi loại số 12 này thì anh em có thể câu cá chê vàng, thác lát. Ở miền Tây thì mình bán khá là nhiều loại này, anh em về câu cá cóc nè. Đó. Ở biển chắc lạng này câu cá đổng, cá mú gạn là ok. Đó. Lửa thì rất là bén nhá. Đây phẩm nó thế này, rất là bén. Thì mã số 7 xe số 12 nó có 14 lửa.
mã số 8 sang số 14 sẽ có 13 lữ, mã số 9 sang số 16 sẽ có 10 lữ. Rồi giá một quỹ này mình bán với giá sẽ là 30k luôn đó, 30k một quỹ. Thì anh em mua một quỹ này mình quản ship nhé, không yêu cầu khoảng 5, 6, 7, 4, 5 quỹ gì đâu, một quỹ mình quản ship, giá ship bên mình sẽ là 30k một đơn nha anh em. Rồi để mình đo trong ô tập cho mình xem đó, đa phần những lữ này đều là lữ nội địa Nhật hết nhá. Đó, Yamakasu rất là nổi tiếng rồi nên em đó. Đây để đổ tại để đổ tập đo này, cái gọng cái phôi lữ này thì rất là dày nha anh em, đây anh em nhìn thấy không, cực kỳ dày. Lữ này thì siêu cứng rồi, anh em yên tâm, ngạnh nó thì bén ngót đó. Đây phôi lữ nó thế này thì tương đương với xe là xe số 14, xe số 12, 14 và 16 nhé, tương đương với mã số 7, 8, 9. Đó, mã số 9 này chắc anh em về sân hàng dạng câu câu phao sân hàng hoặc anh em để câu ngâm rất là ngon nha. Đây, cực kỳ xịn nhá, đây lưỡng Yamakasu. Đó, rồi giá một túi giá sẽ là 30k nhé, 30k một túi. Để lấy lưỡng đo lên đo kỹ cho anh em xem. Đây bạn ngót nha nè, lưỡng quang bạn ngót luôn. Đây đó, và đẹp nữa. Rồi đó, đây rồi để qua mã khác cho mọi người nhé. Rồi tiếp theo lên trên đây là đa phần sẽ là những lưỡng mà phơm với dạng phơm chino anh em, phơm chữ U chuyên về cho anh em săn hàng cộng ngâm. Đây lưỡng Yamakasu xe số 10, xe số 9 nè, Yamakasu xe số 11, Yamakasu xe số 12. Đây để đo cái ba quỹ này trước. Đây xe số 9 thì một quỹ này nó sẽ có là 11 lưỡng nhé, xe số 11 một quỹ này cũng có 11 lưỡng luôn. Xe số 12 một quỹ này sẽ có là 12 lưỡng đó. Đây phơm chữ U nha mọi người, loại này thì mình bán về cho anh em dạng câu cá chép, cá chép nè, câu cá hanh, cá cháp đó, đa phần thì anh em có thể câu được câu đài, câu ngâm đều rất là ok nhé. Đó lưỡi này câu cá phi, dạng phi lớn nha anh em, cá phi cụ. Đây hoặc anh em về săn hàng lưỡng số 12 này về anh em săn chấm đen chấm cỏ được nè, câu cá trôi. Rồi để mình đo ô tập cho anh em chỉnh xe cho anh em cần nhé. Thì một túi này mình bán với giá vẫn vậy, vẫn là 30k nha mọi người, 30k một túi từ xe số 9, số 11 và số 12. Ok đây mọi người, đây xe lưỡng đây, xe số 9, xe số 11 và xe số 12. Đây, dạng phơm lưỡng là dạng phơm chino nhé, phơm chữ U. Đây, lưỡng thì rất là bén và sắc. Đây, thích hợp cho anh em săn hàng nhé. Câu ngâm, câu cá hanh, cá chép, câu chép nha. Rồi, giá một túi này thì mình bán với giá sẽ là 30k nha anh em, 30k một túi từ mã số 10, 10, 11 và 12. Đây lưỡi cực kỳ bén nha. Rồi tiếp theo sẽ là xe lưỡi mã số 13, 14 và 15. Thì mã số 13, 14, 15 tương đương với là xe số 13, số 14 và số 15 luôn nha mọi người. Đây lưỡi này thì chuyên về săn hàng. Lưỡng số 13 sẽ có 12 lưỡng, lưỡng số 14 sẽ có 9 lưỡng và lưỡng số 15 sẽ có 8 lưỡng nhé. Thì anh em săn lưỡng Nhật này thì anh em đã biết, thì lưỡng xây càng lớn á nó rất là hiếm về Việt Nam, tại vì xây lớn thì bên kia họ cũng câu hết rồi, chứ họ ít có khi nào mà bán dạng bán lô bán kiện về Việt Nam lắm. Ở Việt Nam kiếm xây lưỡng Nhật mà xây lớn á thì rất là khó đó. Thì cái này cũng về ít thôi nha mọi người, chứ không có nhiều đâu, thì anh em có chốt thì tranh thủ chốt. Thì một mã số 13, 14, 15 này thì mình bán với giá sẽ là 35k một túi nha anh em. Đó, vì cái này là lưỡng lớn, về cũng rất là ít. Đó, không có nhiều. Về tầm khoảng như là cỡ 6 7 túi một loại, cỡ 6 7 túi là nhiều lắm rồi, chứ không có nhiều hơn nữa nha. Rồi, để mình đo ô tập mình xem. Đây anh em. Đó. Phơm lưỡng xe lưỡng đây, ngạnh thì bán ngót luôn. Đó. Cái này gọng này rất là dày nha, để mình lấy thước mình kẹp cho anh em xem ngạnh.
anh em. Đây xe lử đây, xe số 13, 14 và 15 đó, tương đương với mạng số 13, 14, 15 đây. Và hôm nay thì chuyên săn hàng này đó, lử thì bén ngót, phôi thì rất là dày nhé, phôi lử rất là dày đó. Để mình tí mình đo cái gọng lử cho anh em xem đó. Đây lử rất là đẹp nha, săn hàng câu biển câu ngâm, xe số 14 15 này thì anh em có thể tấm nho, tấm nho dạng anh em nho câu cá cha rất là ngon nhé. Đây lử cực kỳ dày nhé. Để mình đo cái gọng lử xe số 15 cho anh em xem. Phôi này sẽ là 1 ly 4 nha nè, 1 ly 4 đó, rất là dày. Phôi này sẽ là 1 ly 2 nha nè, 1 ly 2, 1 ly 3 đó, cực kỳ dày luôn. Đây dày cui luôn nè mọi người đó. Thấy không? Rồi mã số 13, 14, 15 giá 35k một túi nhé. Rồi ok, để lên trên đây, lên trên đây là có 1 2 3 4 5, 5 mã lửng này sẽ là 5 mã lửng của hàng Kinju này em mọi người. Đây Kinju vẫn là của Nhật nhé. Thì đây mã số 16 xe số 10, mã số 17 xe số 11, mã số 18 xe số 12, mã số 19 xe số 13 và mã số 20 xe số 14 nhé. Đây lửng phơm là dạng phơm chino lửng hoàng anh em đó, đều là lửng hoàng hết nha. Lửng này săn hàng nha mọi người, săn hàng đó, cục chép cầu cá chấm đen cá chấm cỏ săn hàng đó. Thì loại này thì nó làm cái rãnh nè mọi người, cái rãnh để anh em bỏ cọng dây vô nè đó, đây thấy không, cái rãnh để anh em tóm cọng dây vô nè đó. Khi anh em xiết cá nó không có chặt dây chứ không có tổn còn hại cọng dây nè. Đây cái rãnh ở đây đó. Lửng nào loại cũng có nha mọi người, Kinju này thì nó nổi tiếng về cái rãnh đó, rãnh đó rồi. Đây thì một túi này xây xe lửng số 10 nó được 34 lửng, xe 11 được 32 lửng, xe số 12 được 30 lửng, xe số 13 được 28 lửng và xe số 14 được 26 lửng nhé. Rồi một túi này mình bán với giá sẽ là 100k nha anh em, 100k một túi. Đây. Đó, đây để mình lấy ra mình đo ô tạch này xem đó. Thì mình đo trước một lần, mình đo tầm khoảng 3 mã này trước đi đó. Đây anh em lử đây đó, mã số 16 17 18 tương đương với mã gói xe số 11 12 đó, 17 18 16 17 18 tương đương với mã 11 12 đây đó, lử bán ngót. Đây cái đô lử đấy ha anh em, thấy là làm nhỉnh lên đó, dạng cho anh em dễ tóm lử đó. Nãy mình cầm vô thì cái phôi lử cái này nè, phôi lử cũng rất là dày đó. Mấy cái này thì siêu bén này, câu rất là khó bị quát và kỹ. Đây việc cua nha anh em, bén ngót. Để kẹp đo cái xe lử cho anh em xem, cái cộng này là 1 ly nha mọi người, 1 ly 1, 1 ly nhé, rất là dày. Đó. Cái này anh em câu cá cháp ngon lành, câu cá cháp, câu cá chép. À, anh em săn chấm đen không, chấm đen chấm cỏ thì cái này nó hơi nhỏ một tí. Anh em săn cá trôi đó, săn mấy phi cụ thì cái này là ngon lành. Rồi ok, để mình đo hai mã cuối cùng cho anh em xem, mã số 19 và 20. Đây hai cái này chưa đo, để đo cho anh em xem. Anh em mã số 19 và số 20 đó, tương đương với size số 13, size số 14. Đây lử cũng vàng chói bé ngót nha mọi người. Cái này thì anh em săn chấm đen chấm cỏ được nè đó, chấm trắng. Cái đuôi lửng nó đây, nó làm có mấy cái rãnh này nè, cho anh em tấm dây xiết dây vô nha. Đây thấy không đó. Đây đó. Để cho anh em dễ nhìn đó.
cộng lữ xe lữ này rất là bén nhá. Đây, mấy loại này thì những bạn rất ít ha, một mà như về chỉ có 2-3 túi thôi nha anh em. À, anh em ưng thì có thể chốt. Rồi để mình lên mã cuối cùng cho anh em xem. Đây, tiếp theo mã cuối cùng. À, tiếp theo mã cuối cùng, mã số 21. Thì 21 lên trong người vẫn là lữ của hàng Fudo thôi, Fudo Hot. À, lữ của Nhật. Đây. Bên Japan nhé. Thì lữ này lữ size số 13, một túi này sẽ có 10 lữ. Đây, và lữ phom trưởng Chinu. Đó. Đuôi nó thì có cái lỗ tròn để xỏ, anh em xỏ nè. Đó. Lữ này thì rất là bén, mình đang câu lữ này. Đó, lữ này thì mình câu cá tra xong. Đó. Anh em ngoài thì có thể dạng câu chép, làm lăng xê, câu cá chám, câu ngâm. Đây, lữ rất là bén, lữ này bén lắm, mình đang câu. Rồi, giá mình bán một túi này, giá sẽ là 30k nha nè, 30k một túi. Đây, để ô tập rồi mình xem. Nó như thế này. Đó. Lữ này cực kỳ bén nha. Đây, mình đang câu luôn. Rồi, đó là tổng cộng 12 mã lưới câu lên cho mọi người hôm nay. Nếu mà ưng cái mã lưới nào có thể chốt, đây là shop số điện thoại, shop tự động liên hệ với mọi người nhé. Rồi, cảm ơn mọi người.